Ngày 27 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp khám xét bắt tạm giam giám đốc một công ty liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả. Qua đấu tranh mở rộng chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả, Công an Đồng Nai đã tiến hành bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư, sinh năm 1968, trú tại phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Biên Khoa, địa chỉ số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Thị Anh Thư, công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.